thông tin và truyền thông thành bộ truyền thông và kinh tế số. Sáng ngày 28 tháng 12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, với mục tiêu nâng cao thứ hạng Việt Nam và phương châm hành động là làm gương, kỳ cương, trọng tâm, bứt phá. Ngay từ những ngày đầu năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành thông tin và truyền thông nói chung và Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng đã khẩn trương, quyết liệt, đổi mới cách nghĩ, cách làm. Nhờ vậy, ngành thông tin và truyền thông đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 của đất nước. Các chỉ số tăng trưởng của các lĩnh vực thuộc ngành đều được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, từ đó góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Theo báo cáo về chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2019 do Liên minh Bưu chính Thế giới công bố về thứ hạng, Việt Nam xếp thứ 45 trên 172 quốc gia, tăng năm bậc so với năm 2018 thử nghiệm 5G năm 2019 và thương mại hóa vào năm 2020 là tuyên bố từ nay Việt Nam sẽ đi cùng nhịp với thế giới về công nghệ, không còn độ trễ 7, 8 năm như đối với 3G, 4G. Chúng ta chỉ có thể thay đổi thứ hạng Việt Nam nếu đi cùng nhịp với nhóm dẫn đầu thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.